Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 5. Trong video này, chúng ta sẽ học trọn bộ các từ vựng tiếng Anh lớp 5, phần số 4, từ Unit số 16 đến Unit số 20, trong sách Tiếng Anh lớp 5, tập 2. Trong phần này, chúng ta sẽ học 85 từ vựng, từ số 1 cho đến số 85. Các bạn hãy nhìn lướt qua một lượt các từ vựng này ha, và chúng ta sẽ cùng nhau học các từ vựng đơn với nhau. Post office. Bus stop. Pharmacy. Theater. Cinema. Museum. Stadium. Supermarket. Market. Pet shop. Police station. Bank. Toy store. Candy store. Book store. Bakery. Toilet. Corner. Turn left. Turn right. Go straight. Take bus. Take boat. Take a coach. Go by plane. Go by train. Walk. Walk. Go on foot. Get on, get off. Get on the bus. Get off the bus. Walk along the street. At the end of the street. Weather. Weather forecast. Rainy.
Snowy. Windy. Sunny. Cloudy. Stormy. Foggy. Hot. Warm. Cool. Cold. Season. Spring. Summer. Autumn. Fall. Winter. Cold. Very cold. Dry. Dry. Wet. Central. East. West. South. North. Center. East. West. South. North. Hanoi. Trung Quốc Pagoda. Park. Thống Nhất Park. Thống Nhất Park. Museum of History. Tràng Tiền Bridge. Thiên Mụ Pagoda. Bến Thành Market. City Theater. Bái Chính Pagoda. Hoa Lư Temple. Attractive. Exciting. Interesting. Beautiful.
friendly. Delicious. Think. Expect. Middle. East. West. South. North. Middle. A lot of, many, a lot of, many. West Lake. New York. Sydney. Life. Tall. Short. Big. Small. Loud. Noisy. Quiet. Big. Bigger. Small. Smaller. Beautiful beach. Expensive. Peaceful. Chúng ta cùng ôn lại tổng hợp 85 từ vựng mình vừa mới học nè. Post office, bưu điện, bus stop, trạm xe buýt, pharmacy, tiệm thuốc tây, theater, rạp hát, cinema, rạp chiếu phim, museum, bảo tàng, stadium, sân vận động, supermarket, siêu thị, market, chợ, pet shop, cửa hàng thú cưng, police station, đồn công an, bank, ngân hàng, toy store, cửa hàng đồ chơi, candy store, cửa hàng bánh kẹo, book store, cửa hàng sách, bakery, lò bánh, cửa hàng làm bánh, toilet, nhà vệ sinh, corner, cây gáo, turn left, rẽ trái, turn right, rẽ phải, go straight, đi thẳng, take a bus, đón xe buýt, take a boat, đi tàu, take the coach, đi lại bằng xe khách, go by plane, đi lại bằng máy bay, go by train, đi lại bằng tàu hỏa, walk, đi bộ, đồng nghĩa với từ walk mình có go on foot, get on, bước lên, get off, bước xuống, opposite, đối diện, next to, bên cạnh, between, ở giữa, a bowl of earth, một tô, a packet earth, một gói, a bar earth, một thanh, a glass earth, một ly, a carton earth, một hộp, a bottle earth, một chai, sausage, xúc xích, biscuit, bánh quy, chocolate, sô-cô-la, weather, thời tiết, weather forecast, dự báo thời tiết, rainy, có mưa, snowy, có tuyết rơi, windy, có gió, sunny, có nắng, cloudy, có nhiều mây, stormy, có bão, mưa, foggy, có sương mù, hot, nóng, warm, ấm áp, cool, mát mẻ, cold, lạnh, season, các mùa, spring, mùa xuân, summer, mùa hè,
Fall đồng nghĩa với autumn, mùa thu. Winter, mùa đông. Dry, khô hạn. Wet, ẩm ướt. Tomorrow, ngày mai. East, phía đông. West, phía tây. South, nam. And north, phía bắc. Attractive, thu hút. Exciting, thú vị. Hào hứng. Interesting, thú vị. Beautiful, xinh đẹp. Friendly, thân thiện. Expensive, đắt đỏ, nhiều tiền, tốn nhiều tiền. Peaceful, thanh bình. Expected, mong chờ, mong đợi. Museum, viện bảo tàng. Pagoda, chùa. Bridge, cầu. Temple, đền. Noisy, ồn ào. Noisier, ồn ào hơn. Busy, bận rộn. Busier, bận rộn hơn. Expensive, đắt đỏ. More expensive, đắt đỏ hơn. Exciting, thú vị, hấp dẫn. More exciting, thú vị, hấp dẫn hơn. Peaceful, thanh bình. More peaceful, thanh bình hơn. Trên đây là trọn bộ 85 từ vựng trong chương trình sách tiếng Anh lớp 5 tập 2 phần số 4 từ Unit 16 đến Unit 20. Miss Thùy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!